Tôi xin chào các bạn đã đến với kênh Béo Chippy. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 11 tây tháng 8 nha các bạn ơi. Hôm nay là ngày 12 nhưng mà quay video là của các đơn hàng các bạn đặt ngày 11. Rồi đơn hàng đầu tiên là của chị Thanh Thúy ở Kon Tum. Thì đây là đơn hàng của chị Thanh Thúy ha. Và đầu tiên mình muốn đặt hàng được những đơn hàng này thì mình phải xin phép ba mẹ của mình và gọi điện 0937899707, số điện thoại là Zalo cũng số là 0937899707 nha. 0937899707. Facebook là Bé Út Chibi, Bé Út Chibi. Và đơn hàng đầu tiên của chị Thúy đây là mình đặt là một cây bút siêu dẻo ha, cây bút chì siêu dẻo, đó, không gãy, dài nữa, 5.000 một cây. Và đặt thêm là một bảng mochi. Đây, bảng mochi mình lấy ra ngoài cho các bạn xem ha. Đó, cho nó rõ đẹp, thường quay trong hộp thì nó không có được đẹp lắm, không có thấy rõ đó. Đấy, bảng mochi này là 10.000 nha, rất là dễ thương luôn. Tiếp theo là mình có đặt một bịch kẹo trà sữa này, matcha ha, trà xanh. 38.000 vị này nhé. Và tiếp theo là trên phải cái này không phải đặt mà cái này là mình shop tặng nhé. Cái này là nó dạng như là xương tố đó bạn. Bạn về mình bỏ vào tủ lạnh ha, tủ đá nhé. Tủ đá đông lại ăn như kem này nha các bạn, ăn như kem rất là ngon. Này là vị mãng cầu nhá, mãng cầu xiêm. Và đặt thêm một cái đây, hình dáng lụa. Hình dáng lụa 6.000. Happy birthday nữa nè. 6.000. Và tiếp theo mình có đặt một cây đàn guitar. Đàn guitar này là 130.000 ha. Guitar mini nhỏ cho các bạn tập chơi, làm quen với đàn âm nhạc. 130.000. Mẫu này có thể đợt sau nhập về nó sẽ lên giá nha các bạn nha. Giờ. Nhưng mà giờ vẫn bán 130.000. Rồi mình sẽ tới đơn hàng kế tiếp. Hello, xin chào Nguyễn Hồng Hạnh. Đây là đơn hàng của chị Nguyễn Hồng Hạnh. Và đầu tiên đặt là hai cái bánh pizza. Đây, bánh pizza nha. Bánh pizza một vỉ vậy là 4.000. Hai vỉ. Bạn đặt là 5 thịt dai dai dài ha. Lấy 5 vị khác nhau cho mình nè. Nó có là vị nho, vị nho, nho đỏ, nho xanh nè. Này không phải này là, cái này là không phải là nho. Màu xanh này là cái gì quên rồi ta. Màu xanh này là Việt Quốc. Việt Quốc. Còn này là dâu. Cái này là dưa gan. Cái này là chanh dây ha. Đó, bỏ vào bên. Cái này là tặng nè. Cái này là tặng về mình bỏ tủ lạnh, tủ đông nha. Ăn đông lạnh ăn như kem. Và một bịch kẹo, kẹo con mắt 23.000 một bịch. Có nhân trong đây luôn, ăn rất là ngon. Và bạn đặt là một cuốn sổ xin sổ tiên cá nè. Sổ tiên cá loại mới, số lượng có hạn nha các bạn nha. Còn vài cuốn thôi. Đó, có câu chuyện, có hình dáng trong đây. Rất là nhiều hình dáng nè. Hình dáng trong đây là hình dáng nó dán lại niêm phong rồi shop không có tháo ra. Trong đây có những câu chuyện để mình làm câu chuyện, mình chơi hình dáng làm cuốn sổ này. Và bạn đặt ba cái hình dáng lụa 6.000 nè. Này cũng có tiên cá mèo nè, đó, tiên tiếng. Cái này là lớp học âm nhạc gì đó. Đây nè, có nhãn vỡ rồi ha, đi lớp học trà sữa đó. Và đơn hàng của mình đã đủ nè, mình tới đơn hàng tiếp theo. Xin chào Nguyễn Phương Khanh, đây là đơn hàng của Nguyễn Phương Khanh nè. Nguyễn Phương Khanh đặt đầu tiên là bạn bóp viết ba bạn heo đó nè, heo dễ thương không, có cái quay sách này nha. Mẫu này 80.000 bằng nhung, có ba bạn heo rất là dễ thương luôn, có sách đi chơi được luôn á nha, đi kéo. Trong đây thì nó chỉ có một học thôi. Và tiếp theo là bạn đặt một cái viết mực màu tím nè, shop lấy cho mình hình con trâu rất là dễ thương. Nó có shop trong đây phải có chim tiếng nha, ngay cái thân cây luôn nè. Nha các bạn nha. Đó, 5.000 một cây này. Cái này là cái hàng tặng cho mình nha, về bỏ tủ lạnh ăn rất là ngon. Hương vị mãng cầu. Đặt hai sắp. Đây là hai sắp bao tập cho mình nè, một sắp vậy là 10.000. Và có Hello Kitty có bạn gấu hình anime nữa. Trong đây thì chắc nó cũng nhiều tờ lắm á, hơn 10 tờ đó các bạn ơi. Không có đếm. Đây sẽ đếm thử hay bao nhiêu tờ trong đây nha. 10.000 một tờ này, mặt mọc sắp này thôi. Sẽ đếm thử rồi để biết là bao nhiêu tờ, các bạn hỏi không biết bao nhiêu tờ. Cũng khá dày. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tờ luôn các bạn ơi. Trời ơi quá nhiều, 20 tờ luôn nha. Quá nhiều. 10.000 ha, hai sắp, bạn chọn màu hồng, sắp chỉ có màu hồng này thôi nên là sắp lấy hai cái màu hồng cho bạn giống nhau luôn nè. Và bạn đặt một cái bìa trình ký kẹp giấy ha, đây kẹp để mình tô màu, mình viết gì đó trên đây nó cứng bằng phẳng mình dễ viết. Đó. Mẫu này là 24.000 rất là dễ thương. Có cái thước luôn nè, có thước để mình làm mình sử dụng làm thước luôn. Ghi chú cái gì đó. Xin chào chị Uyên ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là đơn hàng của mình ha. Đầu tiên là đặt hai cái bút. Đây, hai cây bút dạ quang. À, màu xanh và màu cam nè, màu hồng nè. Và đây thêm hai cái bút này nữa. Cây này cũng 6.000 nè. Này là ngòi nhỏ ha, bút dạ quang nhưng mà ngòi nhỏ. Tiếp theo là bạn bút chì búp bê màu hồng nè.
16.000 bạn này nha. Hai cây bút dạ quang hai đầu. Đó, rất là dễ thương. Tiếp theo là mình đặt là ba sắp băng keo cá nhân ha, ba sắp băng keo cá nhân khác nhau. Ba sắp khác nhau. À, gươm thì mình đặt là gươm Hello Kitty nè. Rồi gươm cà rốt nhưng mà sắp hết rồi. Sắp lấy cho mình là gươm xương rồng nè, gươm Pikachu nè, và cây son cũng là Hello Kitty. Đó, rất là dễ thương như là cây son luôn ha. Dặn lên dặn xuống. Lại nắp lại như cây son. Đặt là hai cái bút kéo, hai cái bút kéo hoàng đạo nhé, hai bút kéo hoàng đạo, và đặt hai chiếc nhẫn luôn, hai chiếc nhẫn lấy ra cho bạn xem nha. Nhẫn này thì tay nhỏ tay lớn gì đều mang được, tại vì nó có cái gờ đằng sau á, nha, có gờ đằng sau, nơ và cái tim có cái gờ đằng sau, bẻ ra bẻ vô được nha các bạn. Bạn có đặt thêm một cái lớp của cô dâu nè, lớp giống cô dâu búp bê 8.000 cái lớp này, nó có hai tầng nha các bạn, ba lớp ba tầng. À quên, cái này là hàng tặng nhé, về bỏ vào tủ lạnh ăn như kem vậy nhé. Và tiếp theo đây là một cái cặp rất là đẹp luôn, 180.000. Hàng giảm giá nha, này là hẳn là 200.000 đấy các bạn, này bán 180.000 ở Khánh Hòa, chị Nga. Và đây, cái có cái bóp, có cái viết ha, có cái hộp viết móc toàn ten dưới đây cho mình rồi nè. Đó, mình sắp móc ra, có dây kéo. Đó, tặng thêm hộp bóp này nữa nha. Đây, cái móc khóa này rất là làm rất là đẹp luôn nè, có hình cái dâu nè, đó, mộc học. Da rất là đẹp các bạn ơi, bóng đẹp. Mẫu này giờ hết rồi, chỉ còn mẫu bony cũng giống vậy nhưng mà hình bony. Đó, một học, hai học, ba học, học lớn này để tập ha. Ba học. Trong đây có một cái ngăn nữa, ngăn viên nữa, rất là đẹp. Trong da, trong đây là giấy, giấy dù để thấm ướt. Có quay phách này này, may rất là chắc chắn luôn, mềm nữa. Hai cái, đằng sau này có cái để mình đeo đi học nè, để cho mình đỡ đặt không đau lưng nha. Đó, đằng sau. Đó, thấm thấm mồ hôi nè. Cái này giờ thì mình gắn lại ha, nó rất là đẹp luôn. Chắc này là đúng đồng tiền mất gạo luôn các bạn ơi, đẹp mà nó nói chung là nhìn nó sang nữa. Bên đây thì nó có mình để bỏ nước bỏ đồ nè, chai nước hai bên luôn. Rồi vậy là cảm ơn chị Nga ha, và tặng cho cái bé cái này dạng là rau câu mà ăn như là kem á nha, về bỏ trong tủ lạnh đông đá rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đơn hàng này cũng đã kết thúc video kiểm tra ngày 11/8 này. Các bạn hãy bấm like và theo dõi kênh, bấm đăng ký kênh để xem những món hàng, những video mới nhất của shop. Và là người đầu tiên xem video, ngày nào cũng có video nha các bạn nhé. Từ khoảng 6 giờ tới 8 giờ là sẽ có video. Bye bye các bạn, hẹn video sau.